Rời thành phố Nha Trang, chúng tôi bắt đầu đi qua một chuỗi những vùng vịnh biển liên hoàn của dân phong Dũng Rô. Một vùng biển xanh, cát trắng, trải dài từ chân đèo Cổ Mã cho đến Đồng Môn, đã từng khiến bao du khách phải trầm trồ, ngẩn ngơ. Nhưng hôm nay quả là một ngày không may đối với chúng tôi khi những cơn mưa bão đầu mùa vẫn chưa chịu ngơi nghỉ. Địa chỉ mà chúng tôi đang tìm đến đó là một hòn đảo nhỏ trên bán đảo Đầm Môn, thuộc vịnh Vân Phong, nơi được nhiều du khách quốc tế tìm đến như là một nơi chốn nghỉ ngơi, thư giãn rất lý tưởng. Bán đảo Đầm Môn được bao bọc bởi 20 hòn đảo lớn nhỏ, có diện tích mặt nước khoảng 1.000 hecta, so với 80.000 hecta trên toàn vịnh Vân Phong. Ở một vài góc núi lặng gió, cư dân địa phương tận dụng mặt nước làm nhà bè, nuôi trồng thủy sản. Phần còn lại đều là những hoang đảo. Sau gần một giờ lênh đênh trên sóng nước, phía trước chúng tôi đã là hòn Ông, mà mới thoạt nhìn chúng tôi cứ ngỡ là một trang trại nuôi ngọc trai trên biển với những hàng phao nhấp nhô trên mặt nước. Hóa ra không phải vậy, đây đúng là một ốc đảo du lịch nghỉ dưỡng với những mái nhà được thiết kế đơn giản, mộc mạc, ẩn hiện bên dưới những rặng dừa xanh mượt. Ngay khi vừa đặt chân lên đảo, chúng tôi như được hòa mình giữa bốn bề không gian thư thả, tĩnh lặng. Anh Nguyễn Hoàng Hiển, phụ trách khách hàng nơi đây cho biết, ốc đảo du lịch này là thành quả đầy tâm huyết của một đôi vợ chồng người Việt Pháp. Với ý tưởng xây dựng một trung tâm du lịch sinh thái nguyên bản trên vịnh Vân Phong, họ đã tìm thuê và đầu tư nơi đây thành một ốc đảo biệt lập. Từ đó, Hòn Ông được bảo vệ một cách khá nghiêm ngặt về môi trường, cả rừng lẫn biển, cho nên vẫn còn giữ được phần nào nét đẹp nguyên sơ trên vịnh Vân Phong. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 14 năm, một đôi vợ chồng Việt Pháp đã chọn đảo Hòn Ông thuộc vịnh Vân Phong này xây dựng một khu du lịch sinh thái đúng nghĩa. Với sự chăm chút, bảo tồn và phát triển môi trường, cảnh quan rừng biển, thì nơi đây đã thật sự trở thành một trong những thiên đường về du lịch nghỉ dưỡng đối với rất nhiều du khách. Các du khách từ những đất nước xa xôi như Pháp, Đức, Hà Lan, Anh, Úc, Mỹ thường tìm đến nơi đây như tìm đến một làng biển nhiệt đới yên bình. Các phòng nghỉ chỉ là những ngôi nhà tranh đơn sơ mộc mạc, không có những tiện nghi văn minh như máy lạnh, điện thoại, tivi. Tất cả đều được bày trí đơn sơ, giản dị, nhằm giúp cho du khách tạm lánh xa những đô hội náo nhiệt để trở về với thiên nhiên hiền hòa, hồn hậu. Công lao bảo tồn của những người chủ đảo đã mang lại cả một khu vườn tự nhiên tuyệt đẹp dưới lòng biển.
du khách đến với Hòn Ông sẽ được vui thú thưởng ngoạn vẻ đẹp của thế giới thủy cung ngay sát bên mép biển, được nâng niu, gìn giữ nguyên vẹn. Núi Hòn Ông là một cánh rừng bán hoang mạc. Cũng như môi trường dưới lòng biển, rừng núi Hòn Ông được bảo tồn xanh tươi, duy trì được một hệ sinh thái núi đá với một số loài động thực vật đặc trưng. Một vùng biển tươi đẹp của vịnh Vân Phong nằm trong tầm bao quát trên đỉnh núi này. Một lần dừng chân nơi này đã cho chúng tôi những chiêm nghiệm thú vị. Nếu như chúng ta biết quý trọng, nâng niu, giữ gìn, thì biển trời sẽ luôn hào phóng, ban tặng những điều tốt đẹp nhất cho đời sống con người.